Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em về được hai bộ dàn đại Panasonic, dòng mà thiết kế thớt Equine rời luôn. Đây, Equine của nó rời đây. Anh em để ý, hôm nọ em có lên một con Equine rời của nó rất là đẹp luôn. Equine con này lên rất đẹp luôn. Đấy, dàn có giải mã luôn nhé, optical trực tiếp luôn, CD và cassette, thớt radio, tất cả đều là thớt rời hết anh em nhé. Xuất rời và nguồn rời. Đây, loa về đây. Đấy. Đấy, loa cái kiềng bằng gang đúc này nó bị ố rồi nhá, nó ố rồi. Em chưa với lau chùi tại vì nó vừa mới về xong, em chưa lau chùi quay cho anh em luôn. Chưa lau chùi và chưa làm đẹp. Đây, logo vàng chóe luôn. Hai bộ. Về được hai bộ anh em nhá. Đấy. Anh em cứ tham khảo cái dòng ở trên thị trường. Giá hiện tại nó ngoài 6 đồng hết, đến hơn 7 đồng tùy độ đẹp. Giá em để cho anh em khi đã dọn đẹp xuất sắc lên là 6 triệu 5 một bộ anh em nhé, 6 triệu 5 một bộ. Đấy, em thì em không chuyên bán cả bộ đâu, em đa số em tách lẻ ra em bán cho nó dễ hợp với túi tiền của cái tập khách hàng của em hơn. Đấy, là em toàn tách rồi ra em bán thôi. Đấy, nếu mà anh em nào thích nguyên bộ thì báo với em, cọc tiền cho em để làm nguyên bộ. Em làm để in cho anh em nguyên bộ, đẹp xuất sắc và full tất cả các tính năng, bao gồm CD này, cassette này, cắm điện thoại, máy tính, radio và Equine, tất cả 5 thớt đủ luôn nhé. Nhiều bộ anh em tách cái thớt Equine anh em ra bán riêng, còn để nguyên phần âm ly thôi thì giá nó lại rẻ hơn. Đấy, nguyên cái Equine này tách ra 1 triệu 8 rồi anh em nhé. Nguyên cái Equine này tách ra 1 triệu 8 rồi, không nói đến bộ âm ly giải mã của nó tầm 2 triệu nữa. Đấy. Nói chung về cơ bản là đẹp, không có sứt sẹo gì cả, nhưng mà nó cũng có hoen dỉ theo thời gian nhé. Nó chỉ gọi là một chút chứ không đáng kể, tại vì khi đắp kho ở bên Nhật ấy, xong về vận chuyển theo cái đường biển, nó đi nó có thể bắn cái hơi muối, hơi nước nó dính muối một chút, nên là nó bị ố trắng trắng đây này. Lau cái này thì em lau đi em là hết được nhá. Cái này em lau đi hết luôn. Em lau quen rồi em biết, lau đi là hết luôn. Đấy. Hàng về mọc nguyên thì nó như vậy. Chưa dọn rửa gì. Đấy. Sau khi dọn rửa thì nó sẽ rất là đẹp. Và cái giá đẹp là 6 triệu rưỡi một bộ full tính năng. Đấy. Sau 2 hôm nữa mà anh em không anh em nào lấy nguyên bộ ấy, em lại tiếp tục công đoạn tách lẻ là bán từng món một. Đấy, anh em thích mua lẻ cái gì em bán cái đấy, mua loa em bán loa, mua bộ âm ly em bán âm ly, mua thớt lọc xì em bán lọc xì. Đấy. Dàn này là cao tầm là khoảng 60 anh em nhé, 60, cao tầm 60. Bát của nó là màng carbon, bát 25, gân vải mềm mục luôn, không phải là chai cứng đâu nhá, mềm mục này. Đấy. Bát 20, màng carbon. Ba đường tiếng. Đấy. Em thì rất thích là mạ vàng, đây là những cái kiềng như này ấy. Em sau khi vệ sinh đi là em mạ vàng hết. Khi mạ vàng lên nhìn nó rất sang luôn. Cả bộ rất sang. Đấy. Cái giá dọn đẹp lên cho anh em, 6,5 triệu một bộ. Đấy, anh em mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo shop cẩn thận cho anh em nhé. Rồi, chào anh em.